Kính thưa các thầy chủ tọa đoàn, kính thưa các thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Sau đây thì cũng như tiến sĩ Ngô Vi Hải là một người là phẫu thuật viên. Đó với ở đây thì đúng là ngoại đạo vì nhìn trong hội trường thì cũng không thấy có mấy người là làm phẫu thuật về chuyên ngành ngoại lồng ngực ở đây. Nhưng mà sau đây em cũng xin được tôi xin được góp một cái ý kiến nhỏ, tức là cũng qua tìm hiểu y văn để làm lên một cái báo cáo, tức là mình lựa chọn cái phương pháp nào cho cái giai đoạn ung thư phổi mà giai đoạn sớm, đấy là cắt thủy phổi hay là cắt phân thủy phổi. Thì về một vài nét mở đầu thì các anh chị biết là ung thư phổi là một cái ung thư phổ biến nhất trên thế giới và vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, và hơn 1,3 triệu ca tử vong hàng năm trên toàn thế giới và hơn 350.000 ca tử vong ở châu Âu. Và khoảng 85% là ung thư loại không tế bào nhỏ. Và trong số này thì có 25-30% là có thích hợp để phẫu thuật với mục đích là điều trị. Và ở giai đoạn sớm thì phẫu thuật vẫn là cái lựa chọn ưu tiên. Và theo thống kê thì tỷ lệ sống sót sau 5 năm sau mổ là dao động ở khoảng 75% đối với giai đoạn 1A và 25% đối với giai đoạn 3A. Và trong những năm qua thì các cái chỉ định phẫu thuật thì gần như ít thay đổi, nhưng mà có một số tiến bộ về các cái phương tiện thăm dò, các cái kỹ thuật, và thì trong cái chỉ định về cái lựa chọn phương pháp phẫu thuật cho từng giai đoạn cũng như là các cái phương pháp để tiến hành phẫu thuật thì cũng có nhiều thay đổi theo xu hướng là ngày càng ít xâm lấn. Hay thì một vài nét về lịch sử thì ca phẫu thuật ung thư phổi đầu tiên với ý nghĩa là mang tính chất để điều trị ung thư thì được thực hiện bởi Graham năm 1933. Còn trước đây thì các nhà phẫu thuật cũng đã tiến hành phẫu thuật về phổi nhưng mà cho những bệnh lý khác thì như lao, rồi giãn phế quản hay là áp xe phổi vân vân. Thế thì cái ca mổ đầu tiên này cũng rất là đặc biệt, tức là ông Graham là một phẫu thuật viên lồng ngực và đã mổ cho cái ông bệnh nhân là một bác sĩ về sản phụ khoa. Và ca mổ thì vào ngay thời điểm đấy thì bất kỳ cái vị trí nào ung thư phổi người ta cũng lựa chọn đều là cắt toàn bộ phổi. Và sau khi cắt toàn bộ phổi thì ông bệnh nhân này ông có rất là nhiều biến chứng và nằm đến 75 ngày mới ra viện được. Và sau khi ra viện thì ông ấy sống đến 27 năm sau. Và chính cái ông phẫu thuật viên là ông Graham thì sau đấy thì lại mất vì ung thư phổi. Và trước khi chết thì chính cái ông bệnh nhân này đến thăm lại cái ông mà phẫu thuật viên đã mổ cho mình. Thì đấy là cái ca mổ đầu tiên là cũng có một cái đặc biệt như thế. Và sau cái ca phẫu thuật đầu tiên đấy thì rất nhiều cái phẫu thuật được tiến hành điều trị ung thư phổi, cả cắt thủy phổi và cắt phân thủy phổi, nhưng mà chủ yếu vẫn là cắt toàn bộ phổi. Thế thì năm 1939 thì tác giả Chu Hin và Ben Ray đã mô tả cái kỹ thuật cắt phân thủy phổi. Thế từ đó thì rất nhiều các cái kỹ thuật được tiến hành ở phổi để điều trị các bệnh lý ung thư ở giai đoạn khác nhau. Và đến năm 1995 thì có một cái nghiên cứu của cái nhóm nghiên cứu về ung thư phổi thì cho thấy là kết quả cắt thủy phổi thì có hiệu quả hơn rõ rệt so với các cái phương pháp cắt phân thủy phổi về mặt tỷ lệ tái phát cũng như là thời gian sống thêm. Do đó nên là từ năm 95 thì phẫu thuật cắt thủy phổi nạo vét hạch được coi là tiêu chuẩn vàng trong cái phẫu thuật điều trị ung thư phổi. Nhưng mà thời gian gần đây thì do những cái tiến bộ của cái ngành chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, các cái kỹ thuật sàng lọc nên là các cái phẫu thuật được phát hiện ở cái giai đoạn sớm hơn. Như vậy thì người ta phải đặt lại vấn đề là liệu thì nếu mà một cái giai đoạn ung thư sớm thì có cần thiết phải cắt cả toàn bộ phổi hơn hay không, hay là chỉ cắt phổi tiết kiệm để mà bảo tồn cái chức năng phổi sau mổ. Thì đấy là một cái cuộc tranh cãi và trước đây là không có hồi kết, bây giờ thì cũng đã bắt đầu người ta cũng bắt đầu định hình được về mặt cái kỹ thuật. Thế thì về các phương pháp điều trị phẫu thuật thì đầu tiên là cắt bỏ toàn bộ phổi, thì như trên đã nói đây là cái lựa chọn cho những ngày đầu, và đây là cái phẫu thuật rất là phức tạp, rất là gây ra nhiều biến chứng. Mà tuy nhiên thì cho những năm 1990 thì kỹ thuật này vẫn chiếm đến 30% các cái ca phẫu thuật về ung thư phổi, và tỷ lệ tử vong và tỷ lệ biến chứng của cái phẫu thuật này là rõ ràng. Và đối với trường mà cắt bỏ toàn bộ phổi trái thì dung nạp tốt hơn so với cắt bỏ phổi phải, và tỷ lệ tử vong là khoảng 5-10%, tức là khá cao. Sau đấy là các cái kỹ thuật cắt thủy phổi thì vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng,
Và hiện nay thì chiếm khoảng 60-70% các ca phẫu thuật ở các cái đơn vị chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực, và tỷ lệ liên phẫu thuật liên quan là khoảng 2-3%. Các cái kỹ thuật tiến hành gần đây là cắt phân thủy phổi. Cắt thủy phổi thì nó lựa chọn cho những trường hợp mà cắt ung thư giai đoạn sớm, và người ta lý luận rằng là phân thủy phổi là cái đơn vị cấu trúc nhỏ nhất của phổi. Đấy, thì là nếu mà trường hợp mà ung thư giai đoạn sớm chỉ khu trú ở trong một thùy thì việc mà cắt bỏ cái thùy phổi mà chứa khối u đấy thì cũng là một cái phương pháp điều trị. Thế thì hiện nay thì có một số kỹ thuật cắt phân thủy phổi được áp dụng là cắt phân thủy đỉnh, cắt phân thủy lưỡi, cắt phân thủy đỉnh trên, cắt phân hoặc là cắt phân thủy đáy. Đây là một số kỹ thuật. Thì ngoài ra thì cũng là một phương pháp cắt dưới thùy nhưng mà cắt không điển hình là cắt phổi hình chêm, tức là cắt không theo giải phẫu và cắt bỏ cái nhu mô phổi mà kèm theo khối u và một phần u xung quanh để mà tái phát tại chỗ. Thì đây không phải là cái lựa chọn ở hầu hết các bệnh nhân ung thư phổi, mà chỉ giới hạn những bệnh nhân mà có chức năng phổi kém mà không có cái phương pháp phẫu thuật cắt để thay thế, hoặc là những bệnh nhân ở người chủng tộc châu Á mà có cái tổn thương dạng kính mờ ở ngoài vi, hoặc là ung thư biểu mô tuyến mà dưới 2 cm. Đây là cái hình ảnh mô tả các kỹ thuật, đây là cắt phân thủy phổi, cắt thủy phổi và cắt toàn bộ phổi. Vậy thì đối với giai đoạn sớm thì lựa chọn kỹ thuật nào, cắt thủy phổi hay là cắt dưới thùy? Thế thì đây là cái nghiên cứu mà sau đấy nó đổ ra rất là nhiều tranh cãi ở năm tiến hành năm 1995. Thì phẫu thuật này kết luận là so với cắt thủy phổi thì cắt phổi tiết kiệm, tức là cắt phổi, cắt phân thủy phổi, cắt West section ấy, thì không cải thiện về tỷ lệ biến chứng tử vong sau mổ hoặc là chức năng phổi, mà tỷ lệ tái phát lại còn cao hơn. Do đó là phẫu thuật cắt thủy phổi vẫn là coi là lựa chọn cho trường hợp mà ung thư phổi thì giai đoạn sớm, gọi là giai đoạn T1. Tuy nhiên thì sau đấy người ta chỉ ra một số vấn đề trong cái nghiên cứu này. Đó là nghiên cứu tiến hành từ những năm 1980, khi mà các cái phương tiện thăm dò chẩn đoán hình ảnh thì chưa phát triển. Do đó có thể bỏ sót những cái tổn thương mà đã di căn ở cái thời điểm mà trước phẫu thuật. Và người ta nhận thấy là trong 1/3 số bệnh nhân trong nghiên cứu là cắt phổi không điển hình, tức là West section, và không có nạo vét hạch. Và ở trong nghiên cứu này cũng không phân tích cụ thể về đánh giá về khối u, người ta chỉ đánh giá T1, tức là dưới 3 cm thôi, chứ không đánh giá cụ thể so sánh đối với trường hợp mà khối u dưới 1 cm hoặc khối u dưới 2 cm. Thế thì từ đấy thì người ta mới đưa ra lên giả thuyết là liệu thì nếu mà cắt như thế thì cắt phân thủy phổi mà theo giải phẫu thì liệu có tốt hơn không, và nếu mà trường hợp mà kèm theo nạo vét hạch và để lại cái độ lớn bơ cắt nó lớn hơn thì cái phẫu thuật cắt phân thủy phổi liệu có giá trị cho giai đoạn sớm không. Đấy, thì sau đấy thì cũng rất nhiều các cái nghiên cứu được tiến hành để mà trả lời cái câu hỏi đấy. Thì các nghiên cứu lúc mà tìm lại Ivan thì chúng tôi nhận thấy là hầu hết các cái nghiên cứu mà ủng hộ cho cái quan điểm cắt phân thủy phổi là đến từ châu Á chứ không phải là các nước châu Âu. Thế thì một nghiên cứu ở Nhật Bản thì người ta nhận thấy là tỷ lệ sống sót sau 10 năm sau mổ thì là của phân thủy và cắt thủy là tương đương nhau, và tỷ lệ tái phát sau mổ cũng thế, tức là giữa cắt phân thủy phổi và cắt thủy phổi là tương đương, không có sự khác biệt, 95% và 97%. Đây là một nghiên cứu ở Nhật Bản. Ở nghiên cứu ở cái giai đoạn M1A, T1A. Một nghiên cứu khác tiến hành ở Trung Quốc thì cũng kết luận là cắt phân thủy phổi cho tỷ lệ sống sót thấp hơn đối với phẫu thuật cắt thủy phổi ở giai đoạn khối u lớn hơn 2 nhưng nhỏ hơn 3. Còn đối với giai đoạn mà u dưới 2 cm thì tương đương với cắt thủy phổi. Một nghiên cứu khác, nghiên cứu này là tiến hành ở châu Âu, thì cho thấy là tỷ lệ sống sót giữa cắt phổi tiết kiệm, tức là cắt dưới phân thủy, và cắt thủy phổi là tương đương nhau ở giai đoạn dưới 1 cm. Ở châu Âu thì họ cũng có những cái có thể khác biệt về mặt chủng tộc, nên là cái thời gian phát tán và di căn của ung thư phổi có thể nó sớm hơn ở chủng tộc châu Á. Thế thì lúc một nghiên cứu ở Hàn Quốc chẳng hạn thì người ta cũng kết luận tương tự như thế, tức là cắt phân thủy và cắt thủy cho kết quả ngắn hạn và dài hạn với ung thư là như nhau đối với khối u dưới 2 cm.
Thì là tóm lại là đối với ở nhất là chủng tộc châu Á thì đối với khối u dưới 2 cm ung thư không thể bỏ nhỏ thì cắt dưới phân thùy là một lựa chọn. Thì so với cắt thùy phổi và cắt phân thùy phổi thì có thay đổi về chức năng phổi sau mổ hay không? Thì trước nay một quan điểm vẫn là cắt phổi càng tiết kiệm thì càng tiết kiệm cái nhu mô phổi sau mổ để chức năng hồi hợp, chức năng hô hấp nó tốt hơn. Nhưng mà thực tế có phải như thế không? Thì người ta nhận thấy là một cái nghiên cứu đánh giá về cái hiệu quả về cái chức năng phổi, lợi ích giữa cắt phân thùy và cắt thùy. Thì người ta nhận thấy là sau 12 tháng sau mổ thì FEV1 giảm từ 8% đến 13% và trung bình là 11%. Và sau 2 tháng sau mổ thì không còn sự khác biệt. Sự khác biệt chỉ là 3-10% thôi. Và sau 12 tháng thì sự khác biệt là từ 4-7% giữa hai nhóm, và cắt thùy phổi và cắt phân thùy phổi đấy. Nên là người ta kết luận là cắt phân thùy phổi thì bảo tồn chức năng phổi nhiều hơn, nhưng mà cái thay đổi chỉ ở một cái mức độ nhỏ thôi, không nhiều, chỉ từ 4-7% thôi. Đây là cái sơ đồ mà hai cái đường khác biệt nhau giữa cái cắt phân thùy và cắt thùy thay đổi cái chỉ số FEV1 sau mổ theo thời gian. Là cái mức độ chênh lệch giữa hai cái kỹ thuật này thì nó không nhiều. Và một cái nghiên cứu khác tiến hành ở Nhật Bản thì người ta khẳng định luôn là không có sự khác biệt cắt thùy phổi, cắt phân thùy phổi thì về theo dõi lâu dài về sau là hai phương pháp là về chức năng phổi là như nhau. Đấy. Như vậy thì kết luận là cắt phân thùy phổi hay cắt thùy phổi thì đối với những cái đối tượng mà có chức năng phổi kém thì một cái thay đổi, một cái lượng tiết kiệm được phổi và chức năng phổi nó thay đổi ở mức độ nhỏ thì có ý nghĩa. Còn đối với trường hợp mà đối với bệnh nhân khỏe mạnh thì việc mà cắt phân thùy phổi với mục đích là để tiết kiệm cái chức năng phổi về sau thì là việc không cần thiết, bởi vì là đối với người khỏe mạnh mà chức năng phổi tốt thì việc cắt thùy phổi hay cắt phân thùy phổi thì nó cũng không thay đổi nhiều. Do vậy là chỉ lựa chọn cắt phân thùy phổi hay thùy phổi đối với những cái đối tượng mà không phải do chức năng hô hấp thì chỉ là cái vấn đề về giai đoạn thôi, chứ không phải vấn đề về tốt cho chức năng phổi hồi hộp sau mổ. Một vấn đề nữa người ta cũng đặt ra đấy là vẫn quan điểm về nạo vét hạch trong cắt phân thùy phổi. Vậy thì trường hợp mà cắt ung thư phổi giai đoạn sớm như thế thì liệu có di căn hạch hay chưa, và liệu là nếu mà cắt phân thùy và cắt dưới thùy thì có cần phải nạo vét hạch hay không? Thì một số nghiên cứu thì với ở một nghiên cứu ở tiến hành ở Trung Quốc với cỡ mẫu rất là lớn thì phân tích cái di căn hạch ở cái giai đoạn T1 lâm sàng, tức là T1 trước phẫu thuật, thì người ta nhận thấy là cái nhóm mà không có di căn hạch, không có di căn hạch isolated lymph node metastasis, tức là không có di căn hạch mà ở cái nhóm mà khối u từ 0-1 và 1-2% là chiếm đến hơn 90%, và cái nhóm mà từ 2-3 cm thì là 16%. Tức là người ta quan điểm rằng là nếu trường hợp mà cắt phân thùy phổi chỉ được áp dụng trong trường hợp mà nó chưa có di căn hạch ở cái phân thùy bên cạnh, thì người ta nghiên cứu một nghiên cứu rất sâu, tức là lấy cả cái nhóm hạch của cái thùy phân thùy di căn và cái hạch của phân thùy mà bên cạnh để đánh giá. Thì nếu trường hợp mà người ta quan điểm là nếu trường hợp mà cái hạch di căn của cái phân thùy bên cạnh mà đã di căn hạch rồi thì không còn chỉ định cắt phân thùy nữa, thì người ta nghiên cứu thấy là phải hơn 90% ung thư ở cái giai đoạn mà từ 0-1 và từ 1-2 cm thì không có cái hiện tượng là di căn hạch sang cái phân thùy bên cạnh. Do vậy người ta khuyến cáo là cắt phân thùy phổi cho cái giai đoạn mà dưới 2 cm là tương đối an toàn về mặt ung thư học, vì đến hơn 90% là nó không có hiện tượng di căn hạch sang cái phân thùy bên cạnh. Một cái nghiên cứu khác tiến hành ở Hàn Quốc thì cũng kết luận là tỷ lệ tái phát tại chỗ và tiên lượng xa thì không có sự khác biệt giữa cắt thùy và cắt phân thùy, và nhóm mà cắt phân thùy kèm theo nạo vét hạch theo vùng thì có thời gian sống thêm 3 năm và 5 năm so với cái nhóm mà cắt phân thùy mà có nạo vét hạch chọn lọc. Nạo vét hạch theo vùng, tức là theo cái sơ đồ di căn hạch thì người ta sẽ nạo vét, còn nạo vét hạch chọn lọc tức là chỉ trường hợp mà di căn thì người ta mới lấy hạch đi thôi. Thế thì chứng tỏ là cái kỹ thuật mà nạo vét hạch đối với trường hợp mà cắt phân thùy cũng có những cái vai trò của nó. Thế thì theo khuyến cáo của NCCN thì về sau người ta khuyến cáo rằng là tất cả những trường hợp mà cắt phân thùy thì vẫn nên nạo vét hạch và vẫn phải đảm bảo cái nguyên tắc của nạo vét hạch
lúc mà cắt phân thu phổi, tức là của ba nhóm hạch, của ít nhất là ba nhóm hạch, thì là họ cũng khuyến cáo như thế. Thì một số cái tác giả thì đưa ra rằng là có mấy nguyên nhân. Một là hiện tượng di căn hạch nó theo kiểu nhảy cóc, tức là có thể hạch rốn phổi không di căn nhưng hạch trung thất đã di căn rồi. Nguyên nhân thứ hai là những cái thăm dò trước mổ có thể bỏ sót những cái hạch mà đã di căn ở thời điểm phẫu thuật. Thì sau phẫu thuật thì nếu mà không được điều trị hóa chất xạ trị bổ trợ thì nó làm nặng lên cái giai đoạn. Cái thứ ba là khẳng định được cái vị trí hạch có di căn hay không để lựa chọn cái phương pháp điều trị tiếp theo. Vậy là họ vẫn khuyên là nên nạo vét hạch. Vậy thì giữa hai kỹ thuật cắt phân thùy và cắt phổi hình chếm thì nên lựa chọn kỹ thuật nào? Thế thì đa phần các cái nghiên cứu ấy, thì người ta nhận thấy là cắt phân thùy phổi điển hình thì nó tốt hơn so với cắt phổi hình chếm đối với những cái trường hợp mà khối u nhỏ hơn 2 cm. Tuy nhiên thì đối với những cái trường hợp mà khối u rất là nhỏ dưới 1 cm thì kết quả là như nhau. Còn một cái nghiên cứu về một cái vấn đề của ung thư phổi mà cũng được coi là giai đoạn rất sớm của ung thư phổi gần đây, đấy là cái tổn thương GGO trên phim cắt lớp. Thì người ta nhận thấy là ở cái giai đoạn mà ở cái GGO ấy thì việc cắt phân thùy và quét là hiệu quả nó ngang nhau. Đấy, thế thì đây là cũng một số cái quan điểm về hai phương này. Nói chung là nếu trường hợp mà cắt phân thùy, trường hợp 2 cm đối với khối u 2 cm thì nên lựa chọn cắt phân thùy. Còn đối với trường hợp mà u dưới 1 cm thì có thể hoặc là tổn thương GGO thì có thể cắt phân thùy hoặc là cắt West Dissection. Một vấn đề nữa là cái mép tổn thương để lại thì bao nhiêu là vừa để mà đảm bảo cái khả năng tái phát và về sau. Thế thì các nghiên cứu thì một số nghiên cứu thì người ta cũng khẳng định là cái khoảng cách mà từ cái mép khối u đến cái bờ rìa của khối u càng tăng thì cái nguy cơ mà tái phát nó càng giảm và tỷ lệ sống còn càng tăng lên. Thì cũng tùy từng trường hợp, đối với những một số nghiên cứu thì người ta lấy mốc là 1.5 cm, có trường hợp thì lấy 2 cm cái rìa khối u ấy, tức là từ cái bờ khối u đến cái mép của cái diện cắt là 1.5 hoặc 2 cm, thì người ta coi đấy là cái ngưỡng an toàn. Đấy, thì tóm lại thì lựa chọn cho cái phẫu thuật ung thư giai đoạn sớm thì theo cái guideline mới nhất NCCN năm 2018 thì người ta nhận thấy rằng là chỉ định cắt phân thùy hoặc cắt phổi hình chếm đối với trường hợp mà chức năng phổi kém hoặc là các cái bệnh lý mà có chống chỉ định của cắt thùy và các nốt ngoài vi nhỏ hơn 2 cm mà có một trong các đặc điểm, tức là có kết quả mô bệnh học là ung thư biểu mô tuyến tại chỗ hoặc là có cái nốt mà lớn hơn 50% kính mờ trên GGO hoặc là thời gian theo dõi trên phim chụp cắt lớp là thời gian nhân đôi là hơn 400 ngày, tức là cái nhóm mà cái nốt mà có nguy cơ thấp. Còn về mặt kỹ thuật thì cắt phân thùy thường được khuyến cáo và cái rìa khối u nên để lại là hơn 2 cm hoặc là cái khoảng cách mà lớn hơn cái kích thước khối u, và việc nạo vét hạch là cần thiết. Và nếu một trường hợp mà nạo vét hạch có dương tính lạnh, dương tính so với cái cắt lạnh trong mổ thì việc chuyển từ cắt West Dissection hoặc là cắt từ thành cắt phân thùy thành cắt thùy phổi nạo vét hạch theo quy chuẩn là cần thiết. Và đến đây thì tôi xin được kết thúc cái phần trình bày. Xin cảm ơn lắng nghe của quý vị đồng nghiệp.